Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn. Tôi đã đi trở lại rồi đây. Các bạn biết tôi vừa đi đâu vậy không? Đi thu thập thông tin về vụ mà mẹ và cha dưỡng đánh bé gái 3 tuổi ở Hà Nội đến tử vong. Hôm nay sẽ có những như là mức án mà xác định mà sẽ dành cho người này sẽ như thế nào, và cũng như quá khứ đời tư bất hảo mới nhất dành cho cái người mẹ và người cha dưỡng này nè các bạn. Cụ thể là vụ mẹ đẻ và cha dưỡng đánh con gái 3 tuổi mà đến chết ở Hà Nội á, quá khứ bất hảo ít ai biết của mẹ đẻ bé gái vừa được tiết lộ. Theo người thân mà kể lại á, thì cái con Lan Anh này nè, làm ra tiền thì lo ăn chơi, nhưng khi hết tiền thì về nhà đưa tay la xin tiền bố mẹ, nếu không xin được thì quay ra mắng chửi mẹ thậm tệ luôn. Bản thân người phụ nữ này cũng luôn có thái độ thiếu tôn trọng với những người lớn tuổi xung quanh mình đó. Các bạn thấy không? Không thấy không? 1992 á nha. Đời tư phức tạp liên tục bỏ chồng của cái cô Lan Anh này nè. Thời gian gần đây dư luận vô cùng phẫn nộ trước thông tin một bé gái 3 tuổi ở Hà Nội chết do bị cha mẹ bạo hành đánh đập tra tấn như thời Trung Cổ á. Cụ thể đó là trong suốt 24 giờ, bé M thường trú tại thôn Vũng La, xã Vũng La, huyện Đông Anh ở Hà Nội bị mẹ ruột của mình là Nguyễn Thị Lan Anh và cha dượng là Nguyễn Minh Tấn tra tấn dã man như thời Trung Cổ cho đến khi qua đời ngày 30 tháng 3 vừa qua đó. Và ngày 1 tháng 4 thì cặp vợ chồng này đã bị bắt ngay trong đó. Đến nay, thông tin mới nhất từ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và bàn giao hồ sơ vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội tiếp tục hoàn tất để đưa ra phán xét cuối cùng. Và nhắc đến con Lan Anh này nè, người mẹ đang tâm bạo hành mà con gái mình đến tử vong á, nhiều người vẫn không khỏi phẫn nộ. Tôi đọc còn phẫn nộ, nghẹn cuốn họng nè, mà vẫn phải đọc. Tôi đọc để cho mọi người cũng biết đến bản mặt thật sự này. Nguồn tin từ báo chí thông tin, trích lời của người thân của Lan Anh chia sẻ. Người phụ nữ này có đời tư vô cùng phức tạp. Trong cuộc sống hôn nhân thứ nhất, Lan Anh được tổ chức đám cưới đàng hoàng và hai vợ chồng có với nhau một người con trai. Khi đứa bé đã lớn, bỗng nhiên Lan Anh nằng nặc đòi chia tay dù được mọi người khuyên ngăn. Đó. Đến cuộc hôn nhân thứ hai, với chàng trai có nghề nghiệp đàng hoàng ở Hải Dương nhưng Lan Anh cũng muốn bỏ. Trong ngày cưới, cô dâu Lan Anh bỗng nhiên bỏ sang Singapore khiến họ hàng nhà gái phải núi mặt sang nhà trai để nói rằng nó bị tai nạn nên không cưới nữa. Thời điểm đó, Lan Anh đang mang thai bé M. Đến người chồng hiện tại là Nguyễn Minh Tấn, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng ở Hà Nội. Hai người sống chung với nhau nhưng không có hôn thú, không có kết hôn. Đó. Tuy nhiên, người này khiến ông Vinh là bác ruột của Lan Anh mắc tình cảm ngay lần đầu gặp mặt. Các bạn biết mắc tình cảm như thế nào đâu. Ông Vinh ông nói như thế này: tôi thấy chồng của Lan Anh á, ở đây nói là thằng Tấn á nghe, người xăm thì xăm trổ đầy mình, đang định bế cháu em mờ, tôi liền chạy sang và yêu cầu nó để đứa bé lại, nếu không thì nó rời khỏi được làng này, vậy mà nó mới chịu để lại. Bạn thấy không? Cũng theo mẹ đẻ của Lan Anh, cô gái này từng có ý định không sinh bé M khi hủy hôn với người chồng thứ hai, nhưng bà đã bắt giữ lại, nếu không đẻ ra không nuôi thì để bà nuôi. Khi đẻ xong đứa con được 2 tháng, Lan Anh bỏ đi để con gái lại cho bà ngoại chăm sóc. Hàng ngày bà giữ đi bán thịt lợn kiếm tiền để nuôi cháu, về thuê người họ hàng để trông nom cháu bé. Suốt 2 năm Lan Anh không về gặp con. Mới đây, con gái bà giữ nhẫn theo Nguyễn Minh Tấn về ra mắt gia đình, nói là chồng của mình. Sau đó thỉnh thoảng Lan Anh mới về thăm con. Cách đây 1 tháng, hai vợ chồng Lan Anh xin đón bé M vào nội thành để chăm sóc, bù đắp quãng thời gian không được gần mẹ và được bà giữ đồng ý. Tuy nhiên, người phụ nữ này ngoài 50 tuổi, không thể ngờ đó là lần cuối bà được gặp mặt cháu ngoại của mình. Cái này chưa đâu, còn cái này nữa nè. Đòi mua xe máy đắt tiền, mua hàng xịn, mẹ đều cho tiền, không có thì chửi mẹ thậm tệ luôn á. Chia sẻ của người đưa tin, ông Vũ Văn Vinh sinh năm 1996 là anh trai của bà giữ kể rằng đó là vốn là bà mẹ đơn thân, một mình vất vả nuôi cái con Lan Anh này từ nhỏ. Tuy gặp nhiều khó khăn, bà Dự vẫn rất quan tâm lo lắng cho cô con gái. Ngược lại theo ông Vinh thì Lan Anh lại tỏ ra là đứa con bất hiếu đối với mẹ của mình. Nó đòi mua xe máy đắt tiền, mua hàng xịn thì bà Dự đều cho tiền nó mua. Nó làm ra tiền thì nó chỉ lo ăn, nó chơi, nó xài. Khi hết tiền thì nó về, nó xin không được thì nó la, nó chửi, nó mắng. Nó đi tới đâu, nó chửi tới đó. Bản thân Lan Anh cũng luôn tỏ thái độ thiếu tôn trọng với những người lớn tuổi hơn mình. Ông cho biết Lan Anh khi đi học trung cấp y nhưng sau đó không xin được việc nên lại về học nghề chăm sóc sắc đẹp. Từ khi đi theo ngành nghề này, ông Vinh thấy tính cách của Lan Anh bắt đầu thay đổi. Không chỉ bất hiếu với mẹ, cô gái này còn tỏ ra ngỗ ngược, không biết lễ nghĩa với những người họ hàng xung quanh của mình. Theo bà Dự,
Bà cứ nghĩ rằng cháu ngoại bà được Lăng Anh nuôi dưỡng chu đáo, bản thân bà không thể ngờ vào ngày 30 tháng 3, đó là đêm cuối cùng của cháu ngoại mình. Bà Dữ bỗng nhận được cuộc điện thoại từ công an thông báo là cháu của bà đã bị tai nạn. Khi tới bệnh viện, bà cùng mọi người rũng rời tay chân khi thấy cháu gái 3 tuổi đã mất. Đó. Bệnh viện 198 thông báo rằng cháu tử vong là do bị tổn thương não, trên người có nhiều vết bầm tím. Mà khi biết được, đó chính là đứa con gái mà bà đã đứt ruột đẻ ra, đó là con Lan Anh. Các bạn thấy không? Sao mà thấy không? Đời có đứa con gái vậy các bạn? Các bạn thấy không? À, giờ cũng không biết sao nói vậy nè. Mong cho cơ quan chức năng sẽ sớm cho mức án. Mà chắc chắn là dành hai người này chắc chắn là tử hình rồi. Các bạn thấy không? Giết người dưới 16 tuổi không có thể tự vệ đó. Rồi những tình tiết tăng nặng như là quỳ trong chậu nước, rồi lấy chổi đánh thì bỏ ăn bỏ đói bỏ tùm lum hết đó. Các bạn thấy không, chắc chắn phải tử hình hai đứa này mới hả dạ. Rồi, cảm ơn các bạn.